Nghị quyết xây dựng làng Mông xã Bảo Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trở thành bản du lịch, từ đó làm thay đổi tư duy, thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chuyển đổi ngành nghề, tham gia làm du lịch. Với các mục tiêu và giải pháp phù hợp đề ra, chỉ sau 5 năm triển khai, nghị quyết đã đi vào cuộc sống, đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây không chỉ dần bài trừ được nhiều hủ tục lạc hậu, mà họ còn tích cực học hỏi lẫn nhau để làm du lịch, biến mảnh đất nghèo khó Bà Vi trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng trên vùng cao nguyên đá Hà Giang. Xuất phát điểm là một xã vùng cao núi đá của huyện vùng cao biên giới Mèo Vạc, với 100% đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó đa phần là người Mông. Thiếu đất canh tác, giao thông cách trở, cuộc sống còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, nên từ nhiều đời nay, cuộc sống của người dân trong xã luôn đói nghèo. Để làm thay đổi cuộc sống cho đồng bào nơi đây, cấp ủy chính quyền xã Bảo Vi đã lựa chọn xây dựng nghị quyết phát triển du lịch cộng đồng, biến những hạn chế thành cơ hội, thành lợi thế để phát triển. Bảo Vi là một mảnh đất rất là tiềm năng về du lịch, đặc biệt là có những cái địa danh nổi tiếng là Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản, sông Nho Quế. Xác định du lịch là một trong những cái mũi nhọn trong cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã cũng luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc của địa phương. Ngay đầu tiên khi mà triển khai thực hiện dự án, đề án làng văn hóa thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn, trong đó là về đất đai, bà con nhân dân là không đồng tình ủng hộ để triển khai. Đấy, tuy nhiên thì trong vòng một năm tuyên truyền vận động cũng như là ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo cũng như trực tiếp xuống cùng với cấp ủy đoàn chính quyền của xã Bảo Vi, và chúng tôi vào từng nhà dân một để triển khai cũng như là tuyên truyền cho bà con. Về sau thì bà con cũng đã đồng tình và ủng hộ rất cao. Cấp ủy lãnh đạo bằng nghị quyết, giải pháp cụ thể, chính quyền cầm tay chỉ việc và những cán bộ đảng viên người dân tộc thiểu số trong mỗi thôn bản là người đi đầu, nêu gương làm trước. Từ đây nhận thức, hành động và mỗi việc làm của người dân đều có sự thay đổi rõ rệt. Đối với cái làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Bảo Vi Hạ, thì đây là một cái vùng đất mà người dân chỉ trước đây chỉ trồng ngô một vụ thôi, và mùa mưa thì nó hay bị ngập úng. Đấy, thì thực hiện cái đề án xây dựng làng văn hóa dân tộc Mông thôn Bảo Vi Hạ, xã Bảo Vi. Đối với những cái hộ mà triển khai làm cái du lịch homestay ở làng văn hóa này thì theo nghị quyết 35 của Hội đồng nhân dân tỉnh trước đây ấy, thì được mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu để thực hiện cái việc làm nhà vệ sinh. Đấy, ngoài ra thì các hộ đều được huyện cũng như là xã tạo điều kiện vay vốn. Đấy, vay vốn bằng cái chính sách ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, rồi là vay vốn từ ngân hàng nông nghiệp để triển khai thực hiện cái đề án này. Cán bộ đảng viên các hộ là bí thư chi bộ, trưởng thôn là gương mẫu để làm trước, đi đầu làm trước để tuyên truyền vận động cho các hộ dân làm theo. Cùng với chính sách hỗ trợ giúp đỡ về nguồn lực, về định hướng, tăng cường hướng dẫn cầm tay chỉ việc, cấp ủy đảng chính quyền xã Bảo Vi còn tổ chức các hoạt động đưa người dân trong bản đi tham quan các mô hình hoạt động du lịch cộng đồng khác, qua đó giúp bà con thay đổi tư duy, dần dần tiến tới chuyển đổi ngành nghề từ trồng ngô trồng đậu sang làm du lịch cộng đồng. Gia đình chị Mua Thị Cái là một ví dụ điển hình. Chúng tôi cũng được tuyên truyền nắm bắt cách rộng rãi và tôi cũng mạnh dạn tham gia. Về thu nhập thì cũng tương đối là ổn định, chúng tôi có thể giúp thêm được một vài con em của đồng bào có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Thu nhập của tôi là một tháng trước của mấy năm đầu tiên thì là 4 triệu dưới đến 5 triệu, còn bây giờ là 6 triệu một tháng. Công việc chính là lễ tân. Trước tôi cũng chỉ ở nhà và làng nông, còn bây giờ thì tôi cảm thấy là làng trong này thì thu nhập nó vẫn ổn định hơn. Đối với lại trước khi xây dựng đề án và thể hiện trong đề án là đối với cái nguồn lao động chính là bà con nhân dân của thôn Bà Vi Thượng, Bà Vi Hạ là người đồng bào người Mông trên địa bàn. Và đến thời điểm hiện tại thì với lại
26 cơ sở, thì hiện tại là cũng có gần 100 nhân viên là người đồng bào dân tộc Mông tại địa bàn xã Pà Vi có việc làm ở đây. Mức thu nhập là 5 đến 6 triệu đồng một tháng, và chính bà con nhân dân là cái người đầu tư đối với lại cái cơ sở hạ tầng ở đây, và họ là những người hưởng lợi. Nếu thôn Pà Vi Hạ được cấp ủy chính quyền xã lựa chọn để biến những diện tích đất nông nghiệp cằn cỗi, hiệu quả kinh tế thấp bằng việc xây dựng mới thành một làng du lịch cộng đồng, thu hút tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong vùng, trở thành hình mẫu về một ngôi làng du lịch văn hóa cộng đồng của tỉnh Hà Giang, thì Pà Vi Thượng lại là thôn đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, di rời gia súc gia cầm ra xa nhà, xây dựng đồng bộ những chiếc cổng và tường rào đá mang đặc trưng của dân tộc Mông, đi kèm với việc vận động nhân dân xây dựng các homestay để làm du lịch. Nhà tôi được cán bộ xã, cán bộ thôn xuống hướng dẫn tận tình lắm, hướng dẫn gia đình vay vốn, rồi hướng dẫn cách sửa lại nhà, xây dựng các công trình vệ sinh, cách giữ gìn bản sắc dân tộc mình để đón khách. Gia đình tham gia làm du lịch sẽ không phải phá rừng làm nương rẫy, cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Về xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tôi đã vận động nhân dân tự xây dựng những cái cổng để đi vào, hoặc là xây tường rào đá. Mình làm như thế vì mục đích là hướng về cái khu du lịch của huyện và của xã, để thu nhiều khách du lịch từ trong nước hoặc nước ngoài biết đến khu du lịch của địa phương, từ đó nâng cao đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống không chỉ giúp người dân chuyển đổi ngành nghề, có thêm nhiều việc làm mới, mà phát triển du lịch còn giúp đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới văn minh. Từ đây, tính cộng đồng và bản sắc dân tộc được giữ gìn và lan tỏa. Đời sống của đồng bào ở xã Pà Vi ngày một đổi thay. Với cách làm này, cấp ủy chính quyền nơi đây đã dần làm thay đổi cách nghĩ và việc làm của từng người dân. Trước thôn chưa vào làm du lịch, đường xá không được thuận tiện như bây giờ, nhà cửa vẫn có chuồng trâu chuồng lợn trước cửa nhà. Cán bộ đến tuyên truyền vận động bà con làm du lịch. Nhà nào không làm du lịch thì được vận động ăn ở sạch sẽ, hỗ trợ vay vốn trồng cỏ, nuôi bò, làm cổng, làm tường rào đá. Nhà tôi không làm du lịch nhưng cuộc sống cũng khác trước rất nhiều. Là thực hiện là xây dựng xã Pà Vi sáng xanh sạch đẹp, thì chúng tôi cũng ban hành nghị quyết cũng như là kế hoạch để tổ chức tuyên truyền vận động người dân, thứ nhất là hiến đất, hai nữa là góp công sức để tham gia thực hiện cái xếp tường rào đá, và đã triển khai. Hiện nay đã có 50 hộ được xếp tường rào đá cũng như là làm cái cổng đúng với phong tục tập quán của người Mông, để cũng là đây cũng là cái điểm nhấn cho cái việc phát triển du lịch. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền vận động người dân, trong thời gian tới những cái hộ này cũng sẽ cải tạo lại nhà cửa để đảm bảo cái việc xanh sạch đẹp ở bên trong, để đảm bảo chuyển đổi cái cho bà con từ cái việc mà canh tác manh mún, trồng ngô rất là hiệu quả rất là thấp, sang cái việc phát triển du lịch. Để một nghị quyết đi vào cuộc sống, đó không chỉ là ý chí chính trị cao cả của hệ thống chính trị, mà đó còn được thể hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Chính việc nêu gương đi đầu, dám nghĩ, dám làm và làm trước, cấp ủy chính quyền xã Pà Vi đã biến một xã nghèo khó xa xôi nhất của tỉnh Hà Giang trở thành một xã du lịch được du khách trong và ngoài nước biết đến. Từ đây tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trên vùng cao nguyên đá cực Bắc của Tổ quốc.